một dòng sữa rửa mặt giá cực kỳ học sinh, chất lượng ok, được nhiều người săn đó. Sữa rửa mặt ý gì của công ty Hatsumugi từ Nhật. Em này có dung tích 130ml, dùng được trong 3 đến 4 tháng. Là dòng sữa rửa mặt dạng khoan đặc, tạo bọt nhiều nơi, làm sạch sâu lỗ chân lông, lấy đi bụi bẩn, bã nhờn trên da. Thành phần gồm có hạt ý dị, cung cấp thêm vitamin, khoáng chất, axit amin, giúp da khỏe, tươi sáng, mịn màng hơn, sạch sâu nhưng không làm khô mà vẫn giữ được độ tự nhiên cho da. Nice. Thành phần thứ hai, hyaluronic acid, giữ ẩm chuyên sâu ở lớp hạ bì, giúp da luôn được mềm mại, mịn màng, ngăn ngừa khô da, giảm nguy cơ lão hóa nhanh nheo. Phần thứ ba, lớp mỏi giúp dưỡng ẩm, trắng sáng cho làn da, kháng viêm, làm dịu các nốt mụn, dị ứng trên da, phù hợp với da khô, da hỗn hợp, da thường, da nhạy cảm đều dùng được. Công dụng sữa rửa mặt ý dị, loại bỏ bụi bẩn, sợi bã nhờn, vi khuẩn, mà còn giúp làm sạch sâu, khô thoáng lỗ chân lông, dưỡng trắng sáng da, hạn chế hình thành mụn. Là một dòng sữa rửa mặt khá ok, giá học sinh nên ai cũng dùng được. Cách dùng rất đơn giản, bước đầu tiên là bước mặt, bước thứ hai lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay, bước thứ ba tạo bọt và apply lên mặt, massage kỹ giúp em 2 đến 3 phút, massage kỹ vùng cánh mũi, vùng đầu mũi, vùng chữ T, đổ dầu nhờn nhiều. Em này sẽ giúp kiểm soát dầu nhờn, loại bỏ bụi bẩn và giúp làm sạch sâu lỗ chân lông. Bước thứ năm, mọi người rửa sạch mặt lại với nước. Nhược điểm duy nhất của em này là sau khi rửa mặt sẽ hơi khô da, nên dùng toner và serum để dưỡng ẩm nhé. Sản phẩm này mình chấm 8/10 nha. Chỉ đặc quyền tại Như Trúc Beauty mới có giá siêu hời và chất lượng.